Singapore, hết sức hình án, xét nghiệm đó. Thầy vui vẻ hoặc là buồn bã, buồn bã. Thì xin biết đâu, tất cả thầy cũng xin biết đâu tu á. Cả này, giống cả này là xin biết đâu đây, tu phải gì đó, nhưng mà đây là một cái ai cả này luôn, cái một cái chẳng hạn như vậy, cách. À, cái xin biết đâu, tu gì đó, tu bút. Nhưng mà đây là cái ai cả này luôn, hay hỏi đi rồi, cái này hay không?
Thì đi mà sạc ở đấy là một vàng sạc thù.
bị bệnh tim và bao đã được cho đây là bạn đã làm từ bao giờ thay thế cũng không để lại một cái tiêu từ bao giờ thậm chí làm cái việc thay làm chút phá tổng thành phố của bạn không bạn trước cái vaccine đã được cho bệnh viện lớn nhưng mà trước một bạn và trước một bố nó cũng giảm lại cũng có không nào giảm lại cái tiêu cũng có nằm lại đi vào một suy nghĩ nào chúng ta sẽ lái đại học không thân còn lại thì còn một người thay nóng thì tâm lý thế nào tâm lý bây giờ thay cái cái phải khi mà là thể để khả năng bên thì có gì lơ đẹp bỏ vòng không chân mua một sách nhưng mà còn đây thì còn qua 2 năm 2 cổ những việc thế nào cổ qua mà cổ này luôn này được thì chưa mà cho còn mua này chưa qua thế bên này ô tô đến chờ chờ qua để đi lại nhá không nói cái này còn một trong luôn đại thanh niên của người cầm tiền mày giống như cầm mày nào đã về thóc đưa lên đây thầy chỉ ăn mà thầy mới để ra sở đây đó cô chơi tài ba của thầy để sở bán thầy mình coi như là đi vô thầy cũng biết sở đây để bỏ năm rồi dài cũng kỳ máy nhưng mà thầy lại cái đứa còn cái đứa không có cái gì cả nhưng mà bị xé chạy còn cái còn bị xăm cái chạy còn ăn được này thì họ cũng chạy cho nó được này họ cũng là còn é cũng xăm đây nó vẫn vẫn nhưng mà nó tin tin đây là thầy con thủ sửa con chơi thầy đi hôm qua á cơ sản để về một cả luôn vì năm người không đôi nhau có khi làm gì tại vì đi sao mang được thì các bạn cũng đi sao mang được còn mình đây nói cái này cho nên đây chỉ có những cái sự thì cái gì mà thời gian đây đi qua và sáng ngày mười giờ của ngày hôm nay công đi qua những ngày làm đi mà sao thì như vậy nên thầy cũng mong những ngày họ ngày cũ nhưng mà sao bây giờ một tháng có việc đi họ sáng đi ra tới cái lâu mang được còn lên bây giờ là tất nhiên còn một cái là cái sao kiến thức này nó là những kiến thức sinh lý đó physiology sao mà không có vì sao thầy cô giờ sáng 8 giờ rồi đấy 10 giờ rồi thầy tê tê đâu 5 giờ đâu vậy đó đâu thì cơ thể còn nào là đã đám một người lý của gen còn đang nếu đang về là giá được tới lắm, giá tới được cả ngày cả tháng chứ không thì được là ta hay là xin kia là nếu đang thì nhóm tiền đỗ và tiền đỗ ta, ta còn đỗ của nhau là tiền lẻ, tiếp cái tiền lẻ cũng không được thì phải đổi tiền đỗ, phải nếu đang là phải dùng. Còn cái máy thôi, nhưng mà rất tinh vi. Có những người đố là đi đi lên đây là sai rồi nhưng mà có người giờ rồi đo cho nó bằng và đo cho nó bằng bốn cân nhà này nó tất cả nhà em cũng một cả ngày không sai là con người là cũng cảm nó bảo đôi khi là nó chạy cảm này nó cũng là cái tổn thương cái này nó chưa và để chỉ ra cái nào ý quý và ác quý là ý quý là
qua xe cổ bám tay cả luôn bám tay cùng bờ con có liên tỷ hả nhất là cái y mình hả cái y mình đó cái mô sân là quan trọng có những người đã dạy cho cán bộ y tế của mình đó. Là gì bao giờ phải vui vẻ anh làm cái sàn nhà hàng thì bệnh nhân đó khi nào vui vẻ người nhân viên y tế và là gì phải đồng cảm cũng như đồng cảm khi nào mà bỏ được nhắc đỏ được và phải cũng như đồng cảm để chẳng sẽ bỏ những người đó là bệnh nhân đó phải vui vẻ người ta đau khổ thì vui vẻ không biết không cho nên phải cũng như đồng cảm chia sẻ em cuộc sống mà không có yếu hộ em cuộc sống này thì làm như thế thì được thế tại mấy hoa bệnh viện ngoài chất thất bệnh viện quần chất thất cả sĩ nha vì bệnh nhân đâu không khổ có bài người đáng bỏ bao bao mặt và xét cũng biết thế nào cũng do bệnh nhân nó khỏi bộ của bệnh viên cũng do bệnh nhân khỏi nó để do và cái bác sĩ tốt tốt nhưng mà em tốt nhưng mà em không sợ là cái tổ phong chưa đủ có nhiều người họ nói để cho nên mình để ý là mình phải đi với nhau không hiểu khi nào mình thấy được cái đáp án kết quả này nó nhanh là mình có thể sau cũng có nhiều người nó coi là ăn một vấn đề nhưng mà tôi như thế nào bắt đầu là cuộc sống hai và cả vài ý kiến nhưng mà cũng chấp nhận cái đó nên phải đi học đây là lúc tôi cũng thế giờ bây giờ mình làm ta mình dạy nhiều hơn nhưng mà bây giờ là mình nói chuyện cái gì cho nó mình phải lên chứ và anh kể sao mà thấy thầy bà này có mà năm thứ hai mà học sĩ đã làm đó ở Hebo Sơn cũng thấy có những đi đi tại vì thì giá đó sắp để lên cái email còn khó khăn cũng kiếm được nhiều tiền nhưng mà tôi thấy là sửa lại tôi thấy là tôi nhiều biết đâu tên đọc cái nhà bán là ai cả họ cho cả sản xin mang con thưa những cái đã những cái cân sáng nhưng mà cái tên của cháu là một người bạn làm nhà xong còn bảo sắt cả xin mang mà thay người có nhận qua mà thay là nhận qua cho nên ai là cái sao tôi cảm nhận qua khi con nằm bên kia thế con khi con về về nhà ăn của con gửi từ đây cho nó thế đủ đắt lại con thì không thể nào đi rồi thế con khi mà nhận qua khi quá trình làm việc đó phải tình cảm chẳng có một vô bổ khi nó phải là thế vào đây phải có thể hai cái đau nguồn nhân thế con khi cũng chưa thể chuyện này nó bây giờ thử đem vào bạn phải nguồn nhân mà bạn bảo là cái gì đó em thì ăn bao nhiêu năm, em thì ăn bao nhiêu đồng để thôi, ngoài về không có tiền thì giỏi. Em thì ăn bao nhiêu được, mà bao nhiêu tiền của anh ấy. Tiền nào của đó thay vào, thay vào để thay kể cả anh để thôi. Tôi vui nhất mà sẽ được. Thay vào, đó là đi làm bao hai con, thì ngoài về có tiền thì về quê. Thay là xin, thì em sẽ của đó, được phong, học phong viên. Và sau con bán cũng tiền là cái lợi trong thời gian đúng là tiền nhưng mà việt nam này mới công hai trăm tiền thì nói thôi là cần phải bao tay bởi vì thân cả của nam đây cô cũng chơi hay bao tay nữa thì khi mà được cái này đó là cô đấy cái cổ hát của tôi là thế rồi mà cả những cái dân đây cũng bỏ đâu cả em có làm gì thì đi qua hàng không về á thì đến tầng 15 thôi muốn xem cái sinh vụ thế nào cũng xác được á mày lên của bộ pháp của mấy cái là hỏi cái là tham luôn mày cho đấy vô lại là vô có đi sang cái này này còn tôi cười mình đi qua đây là cô này cũng không muốn làm gì đâu tại sao mà cái tham luôn tức là hỏi là chiều vẫn còn nghỉ hẳn phải tại cô làm cái này thầy cả nó ai đi qua kề như vậy là thầy đi hai nhưng mà thầy đã sang được thế cũng sang ngoài được đi hai bệnh viện một cái trường một đặt xe được mình cũng bỏ lên cái tầng cao nhất
หาที่ประทานด้วยเราเป็นหมอไม่ต้องเกียรติแน่นอนพยาบาลได้ที่ช่องไปที่ช่องไปอันนั้นเดือดร้อนเดือดร้อนของผมบางทีมาตัวร้านเองของผมแต่หอยนะแต่ก่อนที่ต้องมาร้านแต่หาแย้มทำไมเด็กน้องหอยต้องเดินแย้มที่เพียงน้องหอยตายหอยเพียงเด็กเก่าเลยที่มันเด็กเก่าเลยที่พูดเยอะเด็กโน้นก็บอกจะนอนชมแล้วน้องก็ไม่ได้มันให้ผมมาที่เลยเก่าแหวนให้ครับผมสบายผมได้ของที่ไหนเดี๋ยวได้ใจแกขอย้ำอีกอันหนึ่งให้กับท่านได้กันนะที่มันต่างกันที่เราต้องเห็นในหัวท่านบุญขอให้สาวนี่มันเป็นความที่ทำที่ใจกับเราที่เราชมต้นไม้เนี่ยเราดีเลยที่กินกับเราเลยชมต้นไม้ที่เราขอเรียนร้านที่เราก็ดีเลยที่ไปใจที่น่าในบางครั้งที่เราไปคอยการยิ้มเยี่ยมเยี่ยมท่านได้ถูกต้องจริงผมได้ยินตอนนี้ก็ยืนยันความเป็นเลิศ
nhưng mà nhìn thấy cái đó đó rất là gần gũi. Bạn đây thấy nhiều thì nhà thấy ra là gì đây ăn ngon mà ta đúng loa vậy. Thì to con gì mà vui 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 để thay ra cái con người mà hôm nay là bị tuệ nhiều cái không phải có cái lời lời ám thì nói cũng chưa đủ đâu mà có cái lòng cảm hồn chưa đủ nhiều cái nhưng mà làm thế nào để gần gũi hơn tạo họ tạo được những con người đó là cái này quan trọng. Nó sẽ giáo.
tiên là tôi nghĩ là xa nhau là không phải đi con tôi đâu, cái con tôi là cái đó rồi sai con cơ thì ta lấy sân à? Ta lấy sân là gì? Ta chi tề đi tề hết á thiếu năm có nghĩa slow way có movement and thought có nghĩa là chậm chạp slow way nó chậm đi cái động tác có nó cái suy nghĩ á mà cái anh nói người ta hay để tạo để ta xin nhà để ta xin để ta xin đi là những cái bộ mà chết đau sạc từ kéo dài còn nó đã của nó là chết nó vào sau 6 giờ rồi cái sau 8 giờ nó chết lại đã bây giờ là mấy giờ bây giờ là 3 giờ chết nó khoảng khoảng là 1 tiếng mà nhà hàng có cái xin đi nhà hàng thì sau 1 ngày 6 giờ nó chết lại rồi mà sáng thời gian mà rất nhanh nhưng mà hết tan cả cái kia nó có ý nghĩa khác nhà như hết tan vậy nó có hết tan sinh linh hết tan cái gì mà về ta xin mà để tạo mà hết tan nữa thì chung cái tan nó thì là cái đấy nhá để tạo chúng ta còn để tạo đấy để tạo kiểu như vậy đang để cây sao? Em tay đi làm nở ra, mở rộng ra. Mà nhân viên của nó là extension. Động cơ em tay nữa. Từ này đây là cái cây sao? Cho nên không liên quan vì trước đây thầy đi 2 năm thầy mở lại trên sổ cả mặt thầy làm cái đơn gọi là extension sports để nó một bóng đó một bóng đó về thì của Việt Nam thì Việt Nam là vì là cái đó cái đó cái đó gọi là extension sports đấy là phải bị hạ thấp đứa nào đi về mà không qua ba phạm chỉ đang hỏi để là đi lấy có năm nào cũng về năm nào cũng lại nhưng mà vì lý do nào đều được tên slip là gì? Có nghĩa là gì? Thay vì tên slip thế là một ngày để một nhất là những phương nào sau của đến 6 tiếng tiếp rồi tắm tử vong thời gian mà sản phẩm như bác nếu mà gọi là thấp tiếp là một tháng tiếp của cùng đúng không? Tên slip là vì tạm dụng một tâm gia hay tạm dụng một tâm để tạo hai chữ cái đó tên của câu như nó có mình phân tích đấy cũng có ý nghĩa anh cả anh hay dùng tiếng dospa thì như anh biết không biết dospa đi bệnh viện đi con đồi rồi đi con đồi rồi chứ nghe dospa họ nghe á anh biết đại đi đi đó đâu đây đi đâu là con spa đấy spa có không có nghĩa là bên có sản có đồ hay không có sản nữa là có khắp thì cũng hiệu quả một chó có cái này không có thì cũng có đồ này có khắp cao cũng hiệu quả phải chó để làm không
thế là có thể bỏ đi được, chỉ quay được hai kia ba mươi năm năm sản phẩm. Mặc dù trên có đời nhỏ nhưng mà cô đi làm để chơi thì thôi. Oh.